Với làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư, hiện nay mức độ lây nhiễm nhanh và số lượng người nhiễm mới đã tăng nhiều lần. Từ đó, những thông tin sai lệch lại có cơ hội xuất hiện. Điều nguy hiểm là nhiều người đang chia sẻ thông tin về cách thức điều trị đối với người nhiễm COVID-19. Thông tin không được kiểm chứng không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân, mà còn đe dọa nghiêm trọng đến nỗ lực ngăn chặn phòng dịch tại cộng đồng. Khi mà quý vị hỏi tôi là khi mà chúng ta bị hoặc là bị cảm hoặc là bị COVID-19 thì chúng ta có nên xong hay không? Thì câu trả lời ngắn gọn tôi ngày hôm nay là yes. Những thông tin về cách chữa COVID-19 bằng xông theo kiểu truyền thống kết hợp với thuốc hạ sốt này gần đây được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội. Theo các bác sĩ, việc đánh đồng cúm và COVID-19 cùng với những thông tin với 50% sự thật đã là cơ sở để nhiều người có niềm tin rằng chỉ cần dùng những cây cỏ quen thuộc có sẵn tại nhà để chữa bệnh. Đúng là một số cái bệnh cúm thông thường có thể sử dụng các cái loại thuốc xông thảo dược mà nó có cái chứa những cái thành phần đặc biệt như là các cái thảo dược có tính kháng khuẩn hoặc là các cái thảo dược mà để cho giảm cái viêm đường mũi họng. Tuy nhiên ấy, khác với cúm mùa đó là cái tỷ lệ bệnh về đường hô hấp nặng và tỷ lệ tử vong khá là cao. Chính vì thế nên là người ta dành cho điều trị COVID những cái chú trọng rất là đặc biệt. Những cái biện pháp thông thường như là xông hơi, xông mũi sẽ không bao giờ khỏi được cả. Sự việc đáng tiếc về ca tử vong của một bệnh nhân COVID-19 tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh ngay trong tháng 6 này là một minh chứng. Bởi tự chữa bệnh khi nhiễm COVID-19 thì không chỉ nguy hiểm cho bản thân mà còn là nguy cơ cho cả cộng đồng. Đối với COVID á, là thường á, là do mình đến quá chậm. Đã sốt ở nhà 5-6 ngày rồi, trong khi mình ở trong cái vùng dịch tễ. Cho nên với cái lời khuyên á, là mà mình có triệu chứng về hô hấp á, thì mình nên liên lạc ngay với lại y tế. Khi mà bạn tự tiện điều trị như vậy mà không có cái sự theo dõi giám sát của cán bộ y tế, vô hình chung bạn sẽ lây lan cho những người xung quanh và trong gia đình của bạn. Chính vì vậy, tin tưởng và lan truyền vào những thông tin chưa kiểm chứng, không có độ tin cậy trên mạng xã hội là hết sức nguy hiểm. Bởi với chu kỳ lây nhiễm được rút ngắn của chủng Delta, chủng virus hiện có tại thành phố Hồ Chí Minh, thì việc trì hoãn thông tin dịch bệnh sẽ phá vỡ nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan.